trên vạn người Bờ trong 18 Nhất định là ảo giác rồi Mình là kiến thánh mà Ai lại dám các ác ý với mình chưa Cô ấy là bằng hữu của bạch phiêu phiêu Cho nên trường tiếp cậu xin có giết chết mình là điều hoàn toàn không thể Mình vì nghĩ cách để cho cậu ấy hận mình tới tận xuân tủy Họ tới mức mà không thể đâu giết chết mình ừ, Không hữu dinh là nơi ở của thánh nhân Đúng là một nơi tuyệt vời đã từ tiền diễn tính mà Mà chỉ công tử đi bên này mình chân hoài chỉ là bán thánh thôi. Nhưng mà có thể ngắm nhìn được phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi mà có thánh nhân Thì đều nhớ có bạch phiêu hiệu cả Cô nương này quá nhiên lạc bằng hợp tốt mà ừ, ở tâm tầm tiền vấn trường sinh Vân hải tiên cảnh phi lý đặng Thần sơn tiên cảnh đạo hậu nguyện Phương thị trường nhai thân bằng mộng Chỉ cần lần này mình có thịt chết thành công Thì nhất định có thể đạt tới y cảnh dưới này Ủy tại trời đại đạo của phi phiêu lại thức tỉnh rồi vậy thậm chí không thua gì với vô thượng kiếm đạo của mình luôn đó lấy đâu chỉ vì hai ba câu nói của năm dân đó ừ, nhìn sao cũng là một tên bán thánh bình thường khác một trời một vực với thánh luôn mà cho dù là phi phiêu cực kỳ bận tâm tới hắn đi nhưng mà dù vật cảnh giới của hắn thì khó có thể để đại đạo của thánh tăng lên dốt của là tại sao chứ lý nào trong số đó con có hiền cơ mà mình có thể nào lý giải được Hơn nữa đại đạo của Phi Phiêu Lại đang ấm tầm đánh thức kiếm đạo của mình Kiếm chỉ nhất đạo Ngủ yên cũng đã lâu Đang có dấu hiệu thất tỉnh Phi Phiêu à Tôi đột nhiên cảm nhận được đại đạo có Hơi trì trợ Tôi còn mở quang trong một khoảng thời gian có từ Người con còn gạch sáu tạ thơ máy là được Hả cô ấy muốn bỏ đi sau Để đó tôi có đường Bộ cô có muốn lại uống trà rồi mới đi sao? Tao có chỉ muốn nói với cô đó. ta cũng có chuyện chưa nhờ vá cô nữa đó. Cô chưa? Cô phải trả lời cho tao biết. Cô có thể giết được tai không rồi mới bỏ đi chứ. Ừ, đừng nhìn nữa. Đã đi xa rồi. À, cô hội đi tới cái chết của mình ơi. Cứ bấm bạch hoàng đại nhân. Cố kỳ thánh đến đi thăm viết người. Cố khôn thịnh. Không gặp. Bạch hoàng thá tội tới đời lâu quá cho nên nhất thời kích động mà sống vào đây vẫn mong cô tha thứ kỳ thánh cố quân tịnh thơm kiến kỳ thánh ừ? lại thôi một thánh nữa nè phi phiêu hôm nay ta đến đây thực ra là muốn mời cô đi cùng ngắm một nơi tuyệt đẹp ở dị vực nơi đó không thức kém gì so với thánh vật nơi này, này của cô đâu à bây giờ cũng không có mấy người có thể đặt chân đến đó cho nên ta mới đến mời cô cùng nhau đi ngao du ta rất bận cho nên không đi nhé Phiêu phiêu Tại sao cô cứ luôn từ chối ta vậy Ta đã nhiều lần đến thăm viếng rồi Bộ cô vẫn chưa hiểu rõ tấm lòng của ta sao Kỳ thánh Ta vẫn mong người tự trọng Tại sao cô lại không chịu tiếp nhận ta thế Nói về tư vi và gia thứ Thì ta có chỗ nào thua kém Dừng lại Láo sực Ở đâu ra người hầu vậy Đã trước mặt bốn thánh Và bạch hoàng Bộ đến lượng người mới miệng nói chuyện rồi sao Cơm miệng lại đi Ai thèm nói chuyện với người chứ ồn chết đi được Ờ à, vậy còn đường Vì này là bằng hữu của cô sao ừ, Cũng không tính là bằng hữu Chỉ là quen biết sơ sơ thôi Bạch cô nương thì ra không phải là người hậu Chỉ là một tên tiện do có tùy thóc thấp kém Nhưng lại không biết chừng mực Lại còn dám coi thường bốn thánh Tôi này không thể tha thứ được Hôm nay bổn thánh phải dạy cho ngươi một bài học nhớ rồi Vậy thì ngươi phải cố lên đến nhà Không đánh chết ta thì ngươi gà lắm đó Nghi <laughs> lực này Cũng được đi chứ Không biết có thể trực tiếp đánh chết ta hay không nữa đi Dịch phong Hử? Ừ? Ôi sao có thể à, Còn tưởng lợi hại lắm cờ Kết quả chẳng ra cái gì Đúng là cái đồ dơ hơi Tà trai lại đã có thượng ngươi rồi Xem ra một chút ý lực này không đủ để giết chết ngươi Vậy thì đừng trách ta nghiêm túc nhó Wow Y lần này trông lợi hại hơn chiều lúc trước đó nha Rồi về cố thờ một chút nữa mới được nha Hay Thi phiêu Hả Vì công tử người không sao chứ À à, không sao Vì công tử cũng bị dọ đến ngu người rồi Là mình trách mình thân trách Ây da ta trái lại hy vọng có chuyện hơn đấy kỳ tính chỉ công tử là khách quý của ta người làm như vậy là quá vô lỡ rồi đấy phiêu phiêu cô dám chửi ta sự bao dung và tính chân tình của ta dành cho cô lấy nào không so được với một cái tình tiện do trắng kỳ thịnh là người vô lỡ với bằng hữu của ta trước không ngờ người con trai đũa nữa tên cố khinh tình này có vẻ là đã hiếu lầm quan hệ giữa mình và bạch cô nương rồi mình vốn dĩ còn đang lo lắng là tu tiệp đi rồi thì không còn cơ hội chết nữa chứ. Nhưng mà không ngờ lại có chuyện vui ngồi xứ mong đợi. Tình cô huynh tình này trông thì hào nhón, nhưng thực lực cũng chắc cũng ra này gì nọ đấy chứ. Sau này, mình chỉ còn đập mạnh vào cái điểm yếu của hắn thì khỏi cần phải lo hắn không giết mình rồi. <laughs> Bệt cô nương, mới nãy xảy ra trận sống tò do lớn như vậy, tóc của cô cũng bị hơi bị rối rồi kìa. Ý? Ừ, ừ tóc, tóc sao? Ừ, tóc bị rối rồi, đi đã. Bây giờ là lúc quan trọng à, lo đến tóc tại sao? Ừ, không sao, để ta giúp cô. Ừ, người muốn chỉnh trang lại đầu tóc ư, giúp ta ư. Tuy rằng dáng vẻ hết tóc rối bời của cô cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà sao ta lại có thể nhẫn tầm nhìn thấy cô để lộ khuyết điểm ra ngoài được chưa? Ừ, vậy thì em làm phiền người nhé. Vì công tử đối tốt với mình quá nhiên cũng Địa do, cái đồ khốn kiếp, người là thân phận gì mà lại giúp dồn ngó đến phiêu phiêu chứ. Chuyện của môn tà, người không cần phải lo lắng. Người, người muốn chết mà. À đừng đó, chuyện này cũng bị người nhìn ra luôn rồi nè. <laughs> người, người được lắm. Tao mong người có thể tiếp tục kiêu ngạo như ngày hôm nay. Hả? Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại rời đi rồi? Sao chớp đâu? Mày đen đâu? Người không giết tại sao? Dịch phòng người gây ra họ lớn rồi. Ừ?